cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Hưng Yên sắp có công viên trung tâm và khu đô thị 3.100 tỷ, rộng hơn 34 ha bên bờ sông Hồng. Theo báo cáo đánh giá và tác động môi trường, dự án công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Khoái Châu có diện tích hơn 34 ha thuộc địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Phía Bắc giáp với các dự án quy hoạch khu nhà ở, tiếp giáp đường DH57, phía Nam giáp đường quy hoạch đô thị và cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ, phía Đông giáp đường giao thông, phía Tây giáp đường quy hoạch đô thị. Sau khi hoàn thành, dự án hứa hẹn cung cấp ra thị trường 989 căn nhà ở thương mại liền kề và 124 căn nhà ở thương mại biệt thự. Ngoài ra còn có các công trình thương mại dịch vụ, công trình cao tầng hỗ trợ đa chức năng, bãi đỗ xe ngầm, văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư thương mại, nhà văn hóa, trường học. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính 3.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 466 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Vốn vay khoảng 2.642 tỷ đồng, chiếm 85% tổng vốn đầu tư. Quy mô dân số dự kiến khoảng 4.577 người. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư, tiến độ đầu tư khoảng 7 năm kể từ ngày được chấp thuận lựa chọn nhà đầu tư thực hiện. Tháng 7 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đã công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên trung tâm và nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án trên là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Sakura, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất motor, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. Vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng do ông Lê Vĩnh Sơn làm chủ sở hữu, kiêm giám đốc và người đại diện pháp luật. Huyện Khoái Châu, nơi thực hiện dự án nằm trên bờ tả ngạn sông Hồng, có địa hình khá phức tạp, cao thấp xen kẽ, nằm trong hệ thống sông Hồng nên đồng ruộng ở nơi đây có nguồn nước phù sa bồi đắp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và dân sinh của huyện. Với những lợi thế của một vùng địa lợi nhân hòa, thời gian tới mục tiêu phấn đấu của Khoái Châu là phát triển vững chắc công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làm động lực cho phát triển nông nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực khác, đồng thời thúc đẩy quá trình tăng trưởng nhanh và chuyển đổi cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2025, hoàn thành 36 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt 36 trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Việc xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc sẽ được tập trung hoàn tất trong năm 2025. Hiện nay đã có 6 trạm đã đi vào hoạt động, 1 trạm đang hoàn thiện, 2 trạm đang trong quá trình đầu tư và 1 trạm do địa phương quản lý sẽ được triển khai khi cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng hoàn thành. Ngoài ra 2 trạm khác do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường bộ Cao tốc Việt Nam VEC quản lý đang được xúc tiến thủ tục đầu tư. Với 24 trạm thuộc các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, có 8 trạm đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, khu vệ sinh, bãi đỗ xe trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 và hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2025. Với 13 trạm còn lại, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2024. Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị này đã chính thức triển khai tính năng bán vé qua bản đồ trực tuyến từ 21 tháng 10. Bán vé tàu hỏa thông qua bản đồ trực tuyến giúp hành khách có thể tra cứu thông tin giờ tàu chạy và mua vé trực tuyến một cách đơn giản, thuận tiện ở bất kỳ vị trí nào trên thế giới. Ngoài ra, du khách nước ngoài cũng có thể dễ dàng mua vé tàu mà không cần thông qua đại lý khi lịch trình, thông tin về dịch vụ, giá vé được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ và hỗ trợ thanh toán quốc tế qua Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Việc bán vé qua bản đồ số có thể coi là sự nối tiếp thành công trong việc hợp tác bán vé tàu trực tuyến với các ví điện tử và các ứng dụng nhằm đa dạng hình thức bán, tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng. Hải Dương sắp đón cảng thủy nội địa gần 1.500 tỷ đồng. Theo quyết định số 2690/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, dự án cảng thủy nội địa Ninh Giang được triển khai trên địa bàn các xã Hồng Phúc và Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, với tổng diện tích khoảng 27,07 ha và công suất thiết kế đạt 3 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án là 1.496 tỷ đồng.
Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm tính từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án cảng thủy nội địa Ninh Giang sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tập trung xây dựng các hạng mục như công trình thủy công, khu vực hậu cần ngoài đê, khu hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục khác. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động khu vực ngoài đê dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2027. Giai đoạn 2 sẽ bao gồm việc xây dựng khu kho bãi, khu văn phòng, khu hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục khác, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2028 với toàn bộ dự án đi vào hoạt động ở khu vực trong đê. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng nội dung đã được phê duyệt, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường, thuế, đê điều, phòng chống thiên tai, giao thông đường thủy và phòng cháy chữa cháy, đồng thời chịu sự giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, cảng thủy nội địa Ninh Giang sẽ trở thành đầu mối giao thông và logistics quan trọng, phục vụ cho nhu cầu vận tải, bốc xếp, lưu giữ và phân phối hàng hóa của khu vực. Dự án hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc hình thành cảng thủy nội địa Ninh Giang sẽ tăng cường khả năng kết nối chuỗi cung ứng logistics từ Hải Dương đến các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, từ đó kết nối hàng hóa trong nước và xuất khẩu quốc tế. Theo quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hạ tầng đường thủy nội địa sẽ được phát triển phù hợp với quy hoạch của chính phủ. Các tuyến đường thủy nội địa quốc gia tại Hải Dương gồm hai tuyến chính Quảng Ninh, Hải Phòng, Việt Trì và Quảng Ninh, Ninh Bình. Hệ thống cảng thủy nội địa bao gồm cụm cảng sông Kinh Thầy, Kinh Môn, sông Hàn với 30 cảng, cụm cảng sông Thái Bình với 4 cảng và cụm cảng sông Luộc, trong đó có cảng Ninh Giang. Đối với đường thủy nội địa, địa phương, Hải Dương sẽ phát triển 6 tuyến đường thủy do địa phương quản lý, đồng thời nâng cấp cải tạo 17 cảng thủy nội địa hiện có và phát triển thêm 12 cảng mới trên các tuyến sông Trung ương. Các bến, cụm bến thủy nội địa cũng sẽ phát triển để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề xuất gần 180.000 tỷ đồng làm tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Liên danh Tư vấn TRICC TEDI vừa hoàn thành lập quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Theo đó, quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh quy hoạch được lập cho thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Là đường sắt cấp 1, khổ 1.435mm. Điện khí hóa, trong ngắn hạn là đường đơn, trong dài hạn là đường đôi. Tuyến có điểm đầu là ga Lào Cai, tính từ điểm nối ray với đường sắt Trung Quốc và điểm cuối là ga Hạ Long, thuộc tuyến đường sắt kép Hạ Long. Tổng chiều dài tuyến khoảng 427km, bao gồm 41 ga trên tuyến. Tuyến đi qua 10 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Theo tư vấn, dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa mạng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh vào năm 2030 khoảng 12,7 triệu tấn, nhu cầu vận tải hành khách khoảng 4,65 triệu hành khách. Vào năm 2040, dự kiến khoảng 14,9 triệu tấn hàng hóa và 6,2 triệu hành khách. Vào năm 2050, dự kiến khoảng 17,5 triệu tấn hàng hóa và 8,3 triệu hành khách. Từ đây định hướng quy hoạch năng lực tuyến đáp ứng nhu cầu vận tải về hàng hóa là 18 triệu tấn trên năm và hành khách là 15 triệu hành khách trên năm. Trên tuyến cũng xây dựng các điểm trung chuyển tại các ga có tích hợp với mạng lưới giao thông công cộng thành một thể thống nhất, thuận tiện trong vận chuyển hành khách. Trong vận chuyển hàng hóa, các ga được kết nối vào khu vực cảng biển được xác định là cầu nối giao thông, nơi tập trung giao lưu của tất cả các phương tiện vận tải, đường sắt, đường sông, đường bộ, đường biển và cả đường không. Cùng đó quy hoạch các tuyến đường sắt để kết nối hệ thống cảng cạn và cảng biển, từ đó kết nối các phương thức vận tải thành một thể thống nhất, phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa bằng container. Trên cơ sở phương án quy hoạch, tư vấn đã tính toán tổng nhu cầu vốn đầu tư tuyến đường sắt này, dự kiến 179.126 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn cũng đề xuất lộ trình đầu tư theo thứ tự ưu tiên đến năm 2030, triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đối với đoạn tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ được nghiên cứu triển khai sau năm 2030 cùng với lộ trình đầu tư của tuyến đường sắt ven biển Nam Định - Thái Bình
Hải Phòng, Quảng Ninh. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 kết hợp cầu đường sắt đi chung với đường bộ, điểm kết nối còn lại của cao tốc Bắc Nam. Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị đang nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 kết hợp cầu đường sắt đi chung với đường bộ, điểm kết nối còn lại của cao tốc Bắc Nam. Cầu Cần Thơ 2 nằm về phía hạ lưu cầu Cần Thơ hiện hữu, cách khoảng 4,5 km, điểm đầu kết nối với dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, điểm cuối nối vào cao tốc Cần Thơ Cà Mau tại nút giao IC2 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chiều dài dự kiến khoảng 14,65 km, dự kiến đầu tư xây dựng trước năm 2030. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cầu Cần Thơ 2 có quy mô 4 làn xe với mặt cắt ngang là 24,75 m. Tuy nhiên, để đảm bảo nhu cầu phát triển giao thông của khu vực, dự án đang được nghiên cứu bổ sung các phương án quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe hạn chế và 6 làn xe hoàn chỉnh. Cầu Cần Thơ 2 dự kiến sẽ vượt luồng chính sông Hậu có khổ thông thuyền rộng 300 m, tĩnh không luồng chính tương đương cầu Cần Thơ 110 x 40 m. Nhịp chính của cầu được thiết kế với kết cấu dây văng, chiều dài nhịp chính được nghiên cứu với hai phương án có chiều dài lần lượt là 450 m và 550 m. Bên cạnh đó, để kết nối đồng bộ với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tại nút giao Trà Và Vĩnh Long, dự án đã thực hiện chạy mô hình mô phỏng giao thông trong tương lai và đã nghiên cứu bổ sung các giải pháp về vị trí kết nối vào cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ để lựa chọn phương án nối tối ưu cho dự án. Song song với tiến trình đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, dự án cầu Cần Thơ 2 đang được nghiên cứu hai phương án đầu tư. Phương án 1, đầu tư cầu đường bộ cao tốc và đường sắt cao tốc đi độc lập theo quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư cho cầu đường bộ cao tốc khoảng 19.700 tỷ đồng và cầu đường sắt cao tốc khoảng 14.000 tỷ đồng. Với phương án này, cầu dây văng dài hơn 1 km, trong đó chiều dài nhịp cầu chính là 550 m. Trong trường hợp điều chỉnh quy mô đầu tư 6 làn xe, tổng mức đầu tư cầu đường bộ cao tốc khoảng 23.300 tỷ đồng. Phương án 2, đầu tư cầu đường bộ cao tốc và đường sắt kết hợp theo quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 27.900 tỷ đồng. Với phương án này, cầu dây văng dài hơn 1,1 km, trong đó chiều dài nhịp cầu chính là 550 m. Trong trường điều chỉnh quy mô đầu tư 6 làn xe thì tổng mức đầu tư khoảng 32.300 tỷ đồng. Tỉnh nhỏ nhất cả nước công bố mở cảng cạn 114.000 m2. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định công bố mở cảng cạn Tiên Sơn, tọa lạc tại lô 7, đường TS9, khu công nghiệp Tiên Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cảng cạn Tiên Sơn có diện tích 114,836 m2 với công suất dự kiến khoảng 120.000 TEU trên năm. Do Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ làm chủ đầu tư, mục tiêu của cảng cạn này là khai thác kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ, cùng các giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng cạn theo quy định tại Nghị định 38/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan. Việc tổ chức khai thác cảng cạn phải được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định, đúng mục đích đầu tư, phù hợp với các giai đoạn phát triển, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm bảo trì và khai thác các công trình, hạng mục theo đúng quy hoạch đã công bố và tuân thủ các quy định hiện hành. Mọi thay đổi liên quan đến việc cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi mục đích sử dụng công trình phải được báo cáo và phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, vào tháng 5 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất chủ trương chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng nội địa ICD Tiên Sơn thành cảng cạn Tiên Sơn. Cảng cạn Tiên Sơn có vai trò luân chuyển hàng hóa bằng các phương thức vận tải kết nối đường bộ và đường cao tốc tới các cảng biển lớn như Hải Phòng và Quảng Ninh, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Bắc Ninh là tỉnh nhỏ nhất Việt Nam với diện tích chỉ vỏn vẹn 822,7 km2. Bắc Ninh cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 50 km. Theo quy hoạch,
Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Ngoài ra, tỉnh nhỏ nhất cả nước này sẽ trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa năng động của khu vực phía Bắc, là một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với thủ đô Hà Nội. Bắc Ninh cũng hướng đến phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 8-9% mỗi năm và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 346,6 triệu đồng. Hải Phòng hướng đến thành phố cảng biển vươn tầm thế giới, GDP bình quân trên 550 triệu đồng trên người. Theo quy hoạch phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố này đang hướng tới những mục tiêu đầy tham vọng với mong muốn trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam và khu vực. Đến năm 2030, Hải Phòng đặt mục tiêu đạt GDP bình quân đầu người khoảng 558 triệu đồng, tương đương 21.700 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thành phố cũng hướng tới việc gia tăng đóng góp vào nền kinh tế quốc gia với mục tiêu tỷ trọng GDP đạt khoảng 6,8% GDP của cả nước vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 dự kiến sẽ đạt khoảng 13,5% trên năm. Trong đó, ngành công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khoảng 15,3%, ngành dịch vụ tăng khoảng 12,5% và ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng khoảng 0,9% mỗi năm. Cơ cấu kinh tế của Hải Phòng đến năm 2030 được dự kiến sẽ có sự dịch chuyển mạnh mẽ với ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 51,7%, trong đó công nghiệp chiếm 46,8%, ngành dịch vụ sẽ chiếm 43,2% trong cơ cấu kinh tế, còn ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 1%. Phần còn lại, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm sẽ chiếm 4,1%. Về mặt tài chính, Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 300.000 tới 310.000 tỷ đồng vào năm 2030. Trong đó, thu nội địa dự kiến đạt từ 90.000 tới 98.000 tỷ đồng. Thành phố cũng đặc biệt chú trọng vào việc phát triển các ngành kinh tế chủ lực với vai trò dẫn dắt sự tăng trưởng, bao gồm sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin, dịch vụ cảng biển và logistics và thương mại. Dự kiến đến năm 2030, ba ngành này sẽ chiếm khoảng 55-60% tổng giá trị gia tăng trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đến năm 2030 của Hải Phòng là xây dựng và phát triển thành phố trở thành một trung tâm cảng biển lớn của Việt Nam, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số. Thành phố sẽ trở thành động lực phát triển không chỉ cho khu vực Bắc Bộ mà còn cho cả nước. Với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, thành phố cảng này sẽ kết nối thuận tiện với các khu vực trong nước và quốc tế thông qua nhiều phương thức vận tải bao gồm đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa. Nhìn xa hơn, đến năm 2050, Hải Phòng dự kiến sẽ trở thành một thành phố cảng biển lớn trong khu vực và trên thế giới, với ba trụ cột phát triển chính gồm dịch vụ cảng biển, logistics, công nghiệp xanh và thông minh, và trở thành một trung tâm du lịch biển quốc tế. Dân số trên địa bàn vào thời điểm đó được dự đoán sẽ đạt khoảng 4,5 triệu người. Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành một trong những thành phố phát triển hàng đầu châu Á và thế giới, với trình độ phát triển cao và quy mô kinh tế đáng kể. Năm 2023, GDP bình quân đầu người của thành phố đạt hơn 191 triệu đồng trên người, tương đương 7.826 đô la Mỹ trên người, gấp 1,83 lần so với năm 2018 và bằng 1,87 lần mức trung bình cả nước. Thành phố hiện đứng thứ hai trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương về GDP bình quân đầu người. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.